Đang ở khu bảo tồn thiên nhiên ở khu vực phía nam Israel đây. Thì cái khu bảo tồn nó là vậy nè mấy bạn. Nó cát đá cây bụi. Thì bữa nay mình đi mình thu mẫu đất để về làm thí nghiệm. Thí nghiệm nghiên cứu cái cây này nè. Cây này tên khoa học của nó là Acacia totilis. Dịch ra tiếng Việt Acacia là cây keo, còn totilis là gọi là cái giống, tên một cái loài nhất định. Thì bữa nay mình đi thu mẫu đất, cái bối cảnh là vậy. Tại vì ở đây á, là cái khu bảo tồn này là nó bị hai lần tràn dầu, một lần năm 1975 và một lần năm mới đây thôi, năm 2014. Thì cái sự cố tràn dầu ở cái khu bảo tồn này á, thì nó ảnh hưởng đến cái cây acacia này nè, tại vì cái cây này là cây rất là quan trọng ở đây, mà nó quan trọng thì khỏi nói, mấy bạn giờ không biết rồi, cây kia lùm thấp thấp không à, nhờ có cây này cao cao bự bự nó nên là nó quan trọng. Nói vậy thôi chứ quan trọng theo khoa học thì nó người ta chứng minh rõ ràng. Nếu như mà ai muốn biết nó quan trọng sao, để lần sau mình viết cái bài thì gửi bài cho mọi người đọc. Còn giờ mình nói tiếp về cái bối cảnh. Thì ở đây á, là bị tràn dầu hai lần như vậy. Bây giờ mặt à, người ta cũng nghiên cứu rồi thì cái cây lớn này thì cũng không ảnh hưởng gì hết á. Nhưng mà cái cây nhỏ thì người ta chỉ ra được rằng á, là đất mà bị tràn dầu á, là cái hạt giống nó khó nảy mầm. Và cái cây nhỏ nó khó lên, cái tỷ lệ mà phục hồi sau khi mấy cây già nó chết. Chết do giông bão gió sấm sét gì đó thì nó lại cái tỷ lệ phục hồi nó lại thấp. Thì đó là cái nguyên nhân để đe dọa cái khu vực sinh thái ở đây đó. Thì nên là mới đưa ra cái vấn đề là mình phải làm thí nghiệm nghiên cứu rồi coi là đất ở đây nó ảnh hưởng sao tới cái cây con nó nảy mầm. Thí nghiệm cũng không phải dạng dừa đâu, làm trên siêu phân tử đàng hoàng, tức là làm coi coi ở cái mức độ biểu hiện gen á, coi coi nó cảm ứng khi mà trồng cây gieo cây trên đất nhiễm dầu thì nó sẽ cảm ứng mấy cái gọi là cái stress phi sinh học sao. Thì nó là vậy thôi. Thì nhìn chung cái chuyện đơn giản, mà nếu như đối với Việt Nam là đơn giản, nhưng mà ở đây nó là cái vấn đề lớn á, người ta phải tốn công tốn sức để nghiên cứu vậy. Còn ở Việt Nam mình á, là biển nhiễm dầu nhiễm chất độc, cá chết hết này nọ, sẽ có môi trường khủng khiếp vậy luôn, bình thường, no problem. Nhìn thấy không, ai đời ở Việt Nam mình, nó nhìn nè, con nhà người ta rừng vàng biển bạc quá trời nên người ta giữ gìn nè. Nó rừng vàng biển bạc vậy nè, có mấy anh chim thì có mấy cây cát đá không mà người ta giữ gìn quá trời luôn. Còn nhà mình quá trời thứ luôn, nhà giàu đâu có cần giữ, xài phá banh hết đi, rồi chừng nào nghèo đi tính. Rồi, cảm ơn mọi người.